Rồi các bạn giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là lò nướng nướng thịt mini gia đình. Với lò này thì các bạn thuộc trong gia đình ăn này, rất là gọn nhẹ và tiện dụng này, sẽ sử dụng này, chức năng cắt chất liệu bằng inox này và vỉ chống dính này, vỉ chống dính này. Rất là đẹp này. Đằng vàng nhé, đằng vàng. Khay đây là rộng là 40 này, sâu 20 này. Điện sử dụng điện gia đình này. Công suất là 1200W này. Hàng chính hãng này, nhập khẩu này. Điện dành cho hàng toàn quốc này. Đấy. Ngoài ra mình có còn nướng vỉ này, còn đây nướng khay này. Đấy. Đấy. Đây là đam nướng này. Các bạn mua máy lò nướng vỉ nướng thịt thì hãy qua số điện thoại 0934468222, 0904422411. Mình có hai địa chỉ là 79 Đào Phong, phường 7, thành phố Thanh Hóa và 146 Nguyễn Trãi này. 0934468222, mình có Zalo nhá. Các bạn mua hàng liên hệ qua Zalo của mình nhá, mình sẽ nói trực tiếp nhá. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, ra cái thịt rất là ngon nhá. Nướng thịt vàng. Các bạn có thể liên hệ mình ra tặng cho tôi. Đấy, máy ra rất là ngon. Rất nhiều giang. Rất tiện dụng nhá. Con này là mẫu là SK1 203. Đây là mẫu GMSK1 203 nhá. Đấy. Nhìn quá. Nướng chân gà, cánh gà các kiểu. Rồi như vừa cứ để cái này tiếp nó áp sống đây ăn các bạn. Ăn đâu nướng đó. Nóng tốt.